Xin chào quý vị và các bạn. Nghe tiếng hét chói tai, thất thanh xé toạc bầu trời đêm, bà chủ tiệm mì cùng với mọi người liền chạy vội ra ngoài, tìm Tiểu Hoa phía sau hành lang tối đen. Đã phát hiện ra cô gái đang hấp hối phía dưới, còn có một đoạn gì đó dài từ trong bụng được lôi ra. Hiện trường thê thảm không nỡ nhìn, và đây cũng chính là sự khởi đầu mở ra một câu chuyện tội ác của kẻ sát nhân tên sát nhân moi ruột Cam Châu. Hắn ra tay tàn độc, thủ đoạn tàn khốc, khiến cho người căm phẫn, mà ngay cả sau khi hắn đã bị kết án cũng còn để lại rất nhiều nghi vấn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vụ án tên sát nhân moi ruột kinh khủng bậc nhất Trung Quốc. Hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng tinh thần để lắng nghe câu chuyện này, bởi vụ án có rất nhiều tình tiết ghê rợn mà bạn không thể tưởng tượng được. Vụ án mạng ám ảnh. Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2004, trời mưa lâm râm, một ông lão chăn dê đang đuổi bầy dê về nhà. Đang lúc đi qua một con đường đất gần vài ngôi nhà gỗ, ông lão mơ hồ nhìn thấy một cô gái nằm bên vệ đường. Cô gái nằm cách ngôi nhà không xa, bên cạnh là rừng cây nhỏ. Nơi này đường đất gập ghềnh, thường có người té bị thương. Vì vậy, ông lão liền sốt sắng chạy đến hỏi: "Cô gái bị ngã sao? Chỗ này đường gập ghềnh ban đêm, đi lại phải cẩn thận một chút." Nhưng hỏi mấy tiếng cô gái vẫn không nhúc nhích. Tới đây, ông lão bất giác lấy bật lửa bật lên nhìn một cái. Vừa nhìn đã bị dọa đến hồn bay phách tán, liền vứt bỏ bật lửa chạy đi, mặc kệ bầy dê. Chạy được mấy bước, ông lão té lộn nhào một cái, mặt cũng chảy máu, nhưng ông không còn cảm giác đau đớn nữa, vừa chạy trên đường hô to: "Mau báo cảnh sát, xảy ra chuyện lớn rồi, kinh khủng quá." Mấy người đi đường liền vội vàng hỏi ông lão: "Đã xảy ra chuyện gì?" Mấy người đi đường nghe ông lão hô to cũng kéo đến. Họ phát hiện xác một cô gái trong tư thế khủng khiếp. Quanh cổ cô ta quấn dây gì đó vào đầy máu, hai chân rẽ ra. Ai nấy đều sợ đến mất mật, vội vàng báo cảnh sát. Căn cứ vào lời khai từ người dân xung quanh, xác định được nạn nhân chính là Lâm Tử. Lâm Tử là một cô gái 19 tuổi, nhà ở thôn Cổ Thanh, trấn Giảm Than, khu Cam Châu, thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc. Vì gia cảnh cô không tốt, nên 19 tuổi đã phải đến làm công trong một cửa tiệm đồ gia dụng ở Cam Châu, thuê một phòng ở Tây Quan Tam, Cam Châu. Khi cảnh sát và đội khám nghiệm tử thi đến hiện trường, cũng bị hiện trường tàn nhẫn dọa cho hết hồn. Trải qua các phương pháp khám nghiệm, đã kết luận thủ phạm gây án có sự hiểu biết nhất định đối với phân tách cơ thể người. Thủ pháp rút ruột rất khéo léo. Sau khi dùng tay tác động vào cổ Lâm Tử, hung thủ đã đưa tay vào phần dưới từ trong ổ bụng kéo hết ruột ra ngoài quấn trên cổ cô. Khoanh vùng nghi phạm bước đầu là các bác sĩ hoặc các đồ tể tại các lò mổ. Mục đích gây án cũng vô cùng đáng nghi. Lâm Tử không bị làm nhục, cũng không bị cướp bóc tiền và điện thoại di động cũng còn. Do trời mưa, hiện trường không để lại bất kỳ dấu chân, dấu vân tay nào, càng không có nhân chứng. Vì vậy, cảnh sát cũng chỉ có thể từ từ điều tra từng bước. Từ đây, danh tiếng của tên sát nhân moi ruột đã được lan truyền nhanh chóng khắp các phố Trương Dịch. Cứ tưởng sự lan truyền này sẽ khiến hắn ẩn nấp thêm một thời gian, nhưng không ngờ một tháng sau, vụ án tương tự lại xảy ra, chứng tỏ hung thủ không hề sợ hãi mà ngang nhiên thực hiện tội ác một lần nữa, mặc cho cảnh sát đang hết sức tìm kiếm hắn ta. Cô gái thứ hai là Tiểu Hoa, một cô gái nghèo làm tại tiệm mì ở Cam Châu. Buổi tối ngày 20 tháng 9 năm 2004, cô ra ngoài tiệm đi vệ sinh, đột ngột có người dùng tay tác động vào cổ từ đằng sau. Sau đó, cảm thấy phía dưới cơ thể đau đớn, mới kêu lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Bà chủ tiệm mì nghe được tiếng kêu của Tiểu Hoa, liền vội vàng chạy ra nhà vệ sinh, tìm nhưng không thấy Tiểu Hoa đâu. Vì vậy,
nên cùng mọi người đi tìm và cuối cùng đã phát hiện Tiểu Hoa đang hấp hối phía sau hành lang tối đen. Phía dưới của Tiểu Hoa còn có một đống ruột hiện trường thê thảm đến không nỡ nhìn. Tiểu Hoa được đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ và y tá đều sững sờ và phẫn nộ, dốc hết sức cứu chữa. May mắn đưa Tiểu Hoa bên bờ vực tử vong cứu sống lại. Sau khi Tiểu Hoa tỉnh lại, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến bệnh viện để lấy lời khai. Tiểu Hoa run rẩy nhớ lại cảnh đáng sợ lúc đó. Cô kể lại, khi đi đến nhà vệ sinh công cộng cách tiệm mì không xa trong tối, bất thình lình có người dùng tay cầm sợi dây tác động vào cổ cô. Vì trời quá tối nên cô chỉ thấy mơ hồ hình ảnh hình dáng của đối phương. Cảm giác đối phương là một người đàn ông trưởng thành. Lúc này cô hoảng sợ cầu xin hắn ta, nhưng người đàn ông kia không buông tay, cũng không nói chuyện ra sức tác động vào cổ cô. Không bao lâu cô liền cảm thấy thần trí mơ hồ, lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Sau đó, đột nhiên cảm thấy phần dưới xuất hiện một cơn đau tê tái. Không nhịn được, kêu lớn lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại thì cô mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Trong đêm đen bị tập kích, bị hoảng sợ quá độ. Cộng thêm Tiểu Hoa chỉ mới 17 tuổi, tin tức cô cung cấp có hạn. Tiểu Hoa chỉ thấy hình dáng mơ hồ không hề nhìn rõ hắn. Căn cứ vào thủ pháp gây án, hiển nhiên hung thủ tập kích Tiểu Hoa cũng chính là hung thủ sát hại Lâm Tử. Động cơ gây án của tên ác nhân này là gì? Điều này khiến cảnh sát vô cùng đau đầu. Hắn sát hại các cô gái vì muốn cướp sắc, cướp tài sản hoặc là tranh chấp tình cảm. Cả ba nghi vấn đều không thể vì cả hai cô gái này không bị giở trò đổi bại. Ai nhìn cũng biết hai cô gái đều không phải là người có tiền bạc. Địa điểm Lâm Tử bị hại cách phòng trọ cô chỉ có 500 mét. Ở con đường gần đó, trời lại mưa. Căn bản không phải địa điểm thích hợp để giở trò đổi bại. Về phần Tiểu Hoa là bị tập kích tại cửa tiệm mì, điều kiện giở trò đổi bại cũng không phải là nơi tốt. Xét về khía cạnh tình cảm cũng chẳng đúng, vì Tiểu Hoa chưa có bạn trai, còn Lâm Tử chỉ vừa mới chuyển đến và những người quen đều chưa từng nghe cô nói về việc có bạn trai cả. Căn cứ hai mục tiêu hắn lựa chọn đều là các cô gái gầy yếu chưa đến 20 tuổi. Có thể thấy được tên côn đồ là một người hèn yếu. Là một người đàn ông, ngay cả phụ nữ trưởng thành 20 tuổi cũng không dám tập kích, chỉ dám tấn công các bé gái. Mà trong vụ án ly kỳ này, nhất là moi ruột hay có thể nói dùng tay đưa vào âm hộ phái nữ để moi ruột. Trừ việc hắn có sự biến thái nào đó trong lòng cao, ra là có thể thấy được đối với phái nữ có một loại hận thù cực độ. Chân dung hung thủ vì thế dần dần được phác họa ra. Quá trình tìm kiếm tên sát nhân. Sau khi chuyện xảy ra, cảnh sát vẫn dựa theo cách thức phá án cũ, cũng chính là phân tích những vụ án khả nghi và những người khả nghi. Tiến hành sàng lọc đối với những vụ án cũ rất nhanh. Sau đó một thời gian, cảnh sát đã phát hiện ra manh mối mới. Trước khi xảy ra vụ án của Lâm Tử và Tiểu Hoa, một tháng, tức là vào tháng 7, tại thành phố Trương Dịch đã xảy ra vụ án tấn công phụ nữ. Khuya ngày 24 tháng 7, cảnh sát Trương Dịch nhận được báo án. Gần một tiệm thịt nướng cao ốc Lương Mậu, khu Cam Châu, có một cô gái họ Tào đột ngột bị tấn công. Khi cảnh sát chạy đến hiện trường, cô gái họ Tào kia và chồng đang đứng bên vệ đường vẫn chưa hoàng hồn. Cô gái họ Tào kể lại, hôm nay tôi trực đêm, sau khi tan việc hẹn chồng cùng đến quán thịt nướng ăn đêm. Tôi đến quán đợi khoảng 10 phút, chồng tôi vẫn chưa tới, nên tôi liền ra cửa gọi điện thoại cho anh ấy. Trong lúc đang nói chuyện, tôi vô thức đi đến đầu hẻm. Đột nhiên, có một người đàn ông bóp cổ tôi, đẩy tôi ngã xuống đất. Còn hỏi tôi có phải họ Hà hay không? Tôi bị dọa kêu to lên. Đúng lúc đó, chồng tôi vừa đến cách chỉ còn mấy trăm mét. Nghe được tiếng gào thét của tôi, chồng tôi nhanh chóng chạy tới, thì người đàn ông đó đã chạy mất. Tôi với chồng tôi đuổi theo phía sau một hồi,
nhưng không đuổi kịp. Trời tối nên tôi không thấy rõ. Cảm giác người đàn ông này cao lớn, toàn thân đầy mùi rượu. Hình như ông ý đã uống rất nhiều. Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy không có ai bị thương, cũng không tổn thất vật chất, nên không coi trọng ghi chép đơn giản lại một chút rồi thôi. Chỉ cho đến khi vụ việc của Lâm Tử và Tiểu Hoa xảy ra, cảnh sát mới lại tìm đến cô gái để tìm hiểu. Thế nhưng, chi tiết vợ chồng này cung cấp chưa đủ để cảnh sát xác định người đàn ông. Vì vậy, cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc thứ hai. Vụ án thứ hai xảy ra chỉ sau 3 ngày khi Lâm Tử bị sát hại. Vào đêm ngày 15 tháng 8 năm 2004, có người ở đường Mã Thần Miếu, khu Cam Châu báo cảnh sát. Cô gái họ Bành kể lại vụ việc cho cảnh sát. Cô nói vừa mới bị người ta đánh mém chút nữa thì bị làm nhục. Cô gái này đang xem tivi ở nhà thì một người đàn ông tới gõ cửa. Khi cô mở cửa ở bên ngoài, có một người đàn ông to con nói: "Tôi tìm Trương Văn Minh." Cô lúc này vẫn lịch sự đáp lại: "Chỗ này không có người như vậy, anh tìm lộn người rồi." Dù vậy, người đàn ông to con có vẻ không tin. Anh ta hung dữ quát cô: "Tìm lộn người, cô gạt tôi đến để đòi nợ, cô mau tránh ra, tôi muốn vào nhà tìm hắn." Gã đàn ông liền đẩy cô gái ra và vào trong nhà. Sau đó xảy ra xô xát, cô gái gọi tên nhà bên cạnh cầu cứu thì bị gã đàn ông đánh. Trước lúc hắn bỏ chạy, hắn liền đưa tay vào phần kín của cô tạo vết rách. Người phòng bên ập đến lập tức báo cảnh sát. Lúc này gã đàn ông cũng bỏ chạy. Họ Bành nói thân dưới của mình bị thương. Cảnh sát thấy vậy đưa cô đến bệnh viện. Trên người họ Bành bị mấy đấm, chỉ có một ít máu bầm, không có hiện tượng gì nghiêm trọng. Những cú cào của gã đàn ông kia đối với phần dưới của cô đã tạo thành vết rách. Vụ án này phát sinh sau vụ án Lâm Tử 3 ngày. Theo lẽ thường tình mà nói, tên sát nhân có gan lớn đến mấy cũng không dám gây án nhanh như vậy. Cộng thêm thủ phạm gây án không giống nhau. Họ Bành cũng chỉ bị thương nhẹ nên cảnh sát không hề coi trọng. Sau khi lấy khẩu cung điều tra một hồi cũng không giải quyết được gì. Nhưng lần này có lẽ chính là đầu mối giúp cảnh sát có thể bắt được hung thủ ra chịu tội. Cô gái họ Bành nhớ được dáng vẻ của hắn, cũng nghe được khẩu âm địa phương. Cảnh sát lập tức căn cứ vào miêu tả của họ Bành, vẽ lại tranh mô phỏng chân dung. Khi cảnh sát và tổ chuyên án nhìn thấy bức tranh, liền kinh ngạc nói: "Đây không phải là Kiều Kiến Quốc hay sao?" Kiều Kiến Quốc từng liên quan tới một vụ tấn công phụ nữ khác với cô gái họ Hà tại tiệm gội đầu. Trong vụ đó, hắn ta khai chỉ muốn trêu chọc cô gái kia, tiện tay trộm lấy điện thoại, nên cô ta đã báo cảnh sát khiến hắn gặp rắc rối. Vậy Kiều Kiến Quốc là ai? Tổ chuyên án lập tức điều tra bối cảnh của hắn. Quả nhiên, Kiều Kiến Quốc không phải là một loại hiền, là một người có nhiều thành tích bất hảo. Hắn sinh ngày 5 tháng 11 năm 1970 ở khu Cam Châu, thành phố Trương Dịch. Gia đình Kiều Kiến Quốc là công nhân bình thường, cha mẹ đều là công nhân công ty xây dựng. Trên hắn có 3 người chị, một anh, bản thân hắn xếp thứ 5. Bởi vì là con nhỏ nhất trong nhà nên từ nhỏ đã được cha mẹ và anh chị rất nuông chiều. Tính tình hắn nóng nảy, ham ăn, lười làm, không thích lao động, học hành cũng không giỏi. Cha hắn có mắng chửi cũng không tác dụng. Người nhà hắn cho rằng thay đổi lớn nhất của hắn là sau một lần thất tình. Gia đình mối tình đầu của hắn chê họ Kiều nghèo khó, không cho con gái qua lại với hắn. Kiều Kiến Quốc đã bị đả kích lớn, tự giận mình, bắt đầu uống rượu. Say rượu, Kiều Kiến Quốc thường xuyên gây chuyện đánh nhau chửi lộn. Thân hình Kiều Kiến Quốc cường tráng, hắn cao 1m82, vai u, thịt bắp. Côn đồ bình thường đánh không lại hắn, thường xuyên qua lại với bạn bè xấu. Kiều Kiến Quốc dần có chút danh tiếng trong giới giang hồ, từng bước biến thành người xấu. Mà anh trai hắn, Kiều Kiến Dân, cũng giống hắn, hai người thường lêu lổng cùng nhau. Khi chưa tròn 18 tuổi, Kiều Kiến Quốc tham gia một vụ án trộm cắp.
Sau khi bị tố cáo, vào năm 1989, Kiều Kiến Quốc bị tòa tuyên án 6 năm rưỡi tù. Trong trại giam, Kiều Kiến Quốc có biểu hiện tốt, nên năm 1994 đã được thả ra một năm trước thời hạn. Cả đời cha mẹ Kiều Kiến Quốc là người đàng hoàng, quan trọng nhất là mặt mũi. Đối với đứa con trai út bị tù tội như vậy, họ lấy làm xấu hổ. Sau khi ra tù, cha mẹ hắn khuyên hắn hãy làm người tốt. Nhưng vì là tội phạm từng vào tù, nên Kiều Kiến Quốc không tìm được việc làm, thỉnh thoảng làm chút công việc lặt vặt, dựa vào tiền lương hưu của cha mẹ, sống qua ngày. Buồn chán, bản thân cũng là kẻ nghiện rượu. Kiều Kiến Quốc càng sa vào rượu chè, ngày càng say xỉn. Cha của hắn thấy con trai đã hết thuốc chữa, bắt đầu không thèm để ý đến hắn nữa. Cho đến lần cuối cùng hắn bị tóm, cơ bản cha hắn và hắn không nói chuyện với nhau nữa. Như vậy, Kiều Kiến Quốc 3 lần đi tù và vào trại giáo dưỡng, thời gian thụ án gần 10 năm, dĩ nhiên đối tượng nghi vấn hàng đầu. Cảnh sát tìm được người bị hại họ Bành lúc trước, lấy ảnh của Kiều Kiến Quốc cho cô nhận diện. Họ Bành liền nhận ra người xông vào cô chính là Kiều Kiến Quốc. Cảnh sát lại để cho hai vợ chồng họ Tào nhận diện. Hai người không thể xác định, chỉ nói là hình dáng rất giống. Sau khi nhận định được Kiều Kiến Quốc, cảnh sát bắt đầu tập trung điều tra, rất nhanh chóng đã có thu hoạch lớn. Kiều Kiến Quốc có phải là thủ phạm thực sự? Kiều Kiến Quốc đã bị cảnh sát tới nhà vây bắt, sau đó được người nhà thuyết phục nên đã tự nguyện nộp mình cho cảnh sát. Bị tra khảo một thời gian dài, hắn đã đưa ra lời thú tội từ vụ Lâm Tử và Tiểu Hoa. Lâm Tử là vì hắn ép cô gái phải gặp hắn uống rượu, nhưng cô không tới. Vì thế, hắn đã kéo cô ta giữa trời mưa bùn lầy, tác động vào cổ rồi moi ruột. Còn Tiểu Hoa là vì hắn nhận nhầm người với một cô gái tiệm gội đầu. Vì là vụ án lớn, nên vào ngày 17 tháng 1 năm 2005, Tòa án Nhân dân thành phố Trương Dịch đối với vụ án sát hại người moi ruột công khai xử án. Tên sát nhân Kiều Kiến Quốc trong phiên tòa sơ thẩm bị tuyên án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời. Thế nhưng, kỳ lạ thay, Kiều Kiến Quốc thái độ ngạo mạn, từ đầu đến cuối chỉ thừa nhận 3 vụ án quấy rối phụ nữ là do mình gây nên. Đối với việc sát hại A Lâm, tấn công Tiểu Hoa thì phản cung, tuyệt đối không thừa nhận là hắn gây nên. Luật sư Kiều Kiến Quốc cũng cho là vụ án không có chứng cứ trực tiếp. Trước mắt chỉ có khẩu cung của Kiều Kiến Quốc và nhận diện của Tiểu Hoa. Nhưng Tiểu Hoa nhỏ tuổi, chuyện xảy ra đột ngột, không thể không nói đến trường hợp nhận lầm người. Hơn nữa, Tiểu Hoa nhận diện 5 bức ảnh cảnh sát nói là 2 bức, không phải là một người. Những lời làm chứng này đều được nói vào ngày 30 tháng 9. Lúc ấy, Kiều Kiến Quốc đã bị chú ý là người có khả năng phạm tội. Cho nên, lời làm chứng không thể tránh khỏi nghiêng về cảm tính, mang tính chủ quan của người làm chứng, mà lời của nhân chứng chỉ có thể chứng minh Tiểu Hoa bị hại là sự thật, không thể chứng minh là Kiều Kiến Quốc gây nên. Đồng thời, lời khai của Kiều Kiến Quốc và nhân chứng về tình huống hiện trường có rất nhiều chỗ không khớp. Sau khi tòa tuyên án tử hình vào ngày 17, Kiều Kiến Quốc bày tỏ muốn kháng án. Tòa án cấp cao tỉnh Cam Túc đã xem xét phiên tòa và thấy rằng phán quyết Kiều Kiến Quốc sát hại người có chủ ý, cố ý gây thương tích là không rõ ràng, bằng chứng không đủ, đem xuống cho Tòa án Nhân dân thành phố Trương Dịch xét xử lại vụ án. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2005, Tòa án Nhân dân thành phố Trương Dịch tiến hành xét xử lần 2 vụ án của Kiều Kiến Quốc. Kỳ quái là lần đầu tiên xét xử công khai, lần thứ 2 lại biến thành xét xử không công khai, trừ người thân của người bị hại ra. Bất kỳ người nào cũng không cho dự thính, ngay cả thân nhân Kiều Kiến Quốc cũng không cho vào tòa án. Trong phiên tòa ngày hôm đó, Kiều Kiến Quốc vẫn không thừa nhận 2 vụ án moi ruột là do mình gây nên. Cách nói của Kiều vẫn không thay đổi. Khẩu cung của tôi là do công an dẫn dụ, thúc giục và bức hại. Mặc dù tôi có quấy rối phụ nữ, nhưng chưa từng gây án. Cuối tháng 12 năm 2005, Tòa án phố Trương Dịch lại tuyên án tử hình
Sau phiên tòa thứ hai, Kiều Kiến Quốc lại một lần nữa kháng án. Trong phiên tòa, những lời của Kiều Kiến Quốc rất có lý. Tôi yêu cầu tòa án mở phiên tòa xét xử công khai. Chỉ có phiên tòa công khai, tôi mới đưa lời giải thích thỏa đáng cho gia đình nạn nhân. Cho dù có bị tử hình, tôi cũng phải ra đi đường đường chính chính rõ ràng. Không thể cứ vậy mà ra đi được. Vì vậy, tôi yêu cầu xét xử công khai vụ án của mình. Phiên tòa thứ ba đã được thảo luận và quyết định bởi Ủy ban Tư pháp của Tòa án Tối cao. Phán quyết cuối cùng là bác bỏ phán quyết cân nhắc lại mức phạt của bản án sơ thẩm còn lại đều giữ nguyên. Tuyên án Kiều Kiến Quốc tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời. Nhưng tại sao không xử bắn ngay lập tức? Nhiều người nghi ngờ rằng hắn không phải tên sát nhân moi ruột. Tuy hắn từng có kết án trong tù, nhưng theo người nhà, hắn đã thay đổi ít nhiều từ khi có bạn gái. Cả hai sắp kết hôn và mở một tiệm mì ở Bắc Kinh, không lý do nào lại đột nhiên đi phạm tội. Sát nhân moi ruột hẳn là một kẻ tâm thần dưới đáy xã hội, có hiềm khích nặng nề với phụ nữ. Dường như Kiều Kiến Quốc không có động cơ gây án, không phù hợp với tâm lý của sát nhân moi ruột. Ngoài ra, theo bác sĩ đã cứu chữa cho Tiểu Hoa, ruột non của cô do người khác dùng tay lôi trực tiếp từ phần dưới ra ngoài. Thời gian gây án chưa đến 10 phút, tức tên này phải có kiến thức y khoa cao. Người không có kiến thức y học như Kiều Kiến Quốc sao có thể làm được? Người thường còn chẳng ai biết được có thể lôi ruột ra từ phần dưới của phụ nữ. Đó chỉ là một trong số điều vô lý trong vụ án này. Sẽ như thế nào khi trong tương lai chúng ta tìm được một hung thủ thực sự và đó không phải là một người đã bị tử hình nhiều năm trước? Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.